Ông Trần Quý Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù. Thái Lan nóng như đổ lửa, 30 người chết vì sốc nhiệt trong một tháng. Con số ấn tượng 3 400. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiêu điểm tuần của báo Tiền Phong. Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong tuần đáng chú ý. Thưa quý vị, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái vừa qua khiến nhiều công nhân bị nạn một lần nữa, đặt ra vấn đề về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các nhà máy doanh nghiệp. Trao đổi xung quanh vụ 7 công nhân tử vong trong máy nghiền của nhà máy xi măng ở Yên Bái, ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sự cố này lặp lại nguyên nhân của những vụ tai nạn lao động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng phổ biến cách đây hàng chục năm. Các nhà máy xi măng hầu hết đã chuyển đổi công nghệ, sản xuất tiên tiến, an toàn hơn nhiều. Theo quy định, việc bảo dưỡng, bảo trì máy nghiền bắt buộc phải được tập huấn, huấn luyện cho người lao động về các phương án, kỹ năng, quy trình một cách thành thạo, thuần thục. Nhìn chung, một sự cố tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong. Ông Thơ nhấn mạnh, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, các cấp quản lý là rất lớn. Liên quan đến vụ hai phóng viên ở Hà Nội bị nhóm côn đồ hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở huyện Thanh Trì, cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng để xác minh làm rõ. Theo từng trình của phóng viên, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy tại thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, họ đã tới hiện trường ghi nhận và đứng tại đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách hiện trường vụ cháy khoảng 50 mét. Lúc này có ba người là nam giới vô cớ đến gây gỗ, có lời lẽ thô tục xúc phạm và cản trở phóng viên tác nghiệp. Các đối tượng này còn đánh vào đầu gây chảy máu khu vực thái dương trái của phóng viên C và đánh vào mặt bóc cổ đạp ngã phóng viên M. Khi bị tấn công, họ đã hô hoán và chạy về phía lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ gần đó, xong vẫn bị ba đối tượng truy đuổi tấn công khiến điện thoại cá nhân bị rời vỡ. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo. Thời gian bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2024, liên quan đến vụ việc đánh ngồi đè lên bụng trẻ để ép ăn. Theo tường trình của bà Nga, cháu NTC sinh năm 2019 không chịu ăn, khóc. Đã bị bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt, làm bé này hoảng sợ. Ngoài ra, một bé khác là TMH sinh năm 2018, nghịch làm hư đồ chơi nên bà Nga dùng viên gạch nhựa màu đỏ là đồ chơi trong lớp đánh vào đầu bé và dùng tay tát vào mặt bé. Bà Nga đã chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình nhưng chưa được đồng thuận của gia đình. Sau đó sự việc được phát tán trên mạng xã hội. Đối với hành vi của bà Nga, ủy ban nhân dân phường chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm. Với phụ huynh và 22 bé tại nhóm lớp này, phường trao đổi trực tiếp, vận động hướng dẫn phụ huynh tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở khác trên địa bàn phường trong thời gian giải quyết vụ việc. phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định các tài khoản facebook mạo danh tỳ kheo ni thích nữ tường phúc sinh sống tại huế và sử dụng hình ảnh của những người điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền rất nhiều người tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ thiện và nhiều tài khoản khác nhau do hải lập trong đó có tài khoản mang tên trương thị huyền trân với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Hải chiếm đoạt cả tỷ đồng của hàng chục nghìn người trên toàn quốc. Thưa quý vị, từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội. Chính quyền thành phố Bangkok đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ khi chỉ số nhiệt dự kiến sẽ tăng lên 52 độ C. Bộ Y tế Thái Lan ngày 24 tháng 4 cho biết rằng 30 người ở nước này đã thiệt mạng vì sốc nhiệt trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 4 so với con số 37 người trong cả năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật yêu cầu Biden thoái vốn khỏi TikTok trong vòng 9 tháng đến 1 năm nếu không muốn ứng dụng bị cấm tại Mỹ. Như vậy, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược đối với công ty Trung Quốc. Họ có thời hạn ít nhất 9 tháng để thực hiện giao dịch, dù Tổng thống có thể kéo dài thêm 3 tháng nếu thấy tiến triển. Phát ngôn viên TikTok Alex Hurek gọi luật mới là vi hiến và khẳng định TikTok sẽ tiếp tục đầu tư và đổi mới để đảm bảo nền tảng là không gian mà mọi người Mỹ thuộc mọi tầng lớp xã hội sử dụng một cách an toàn. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với câu chuyện tuần của bản tin ngày hôm nay. Cho rằng đủ cơ sở khẳng định ông Trần Quý Thanh và hai con gái ông Thanh phạm tội, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt ông Thanh mức án 8 năm tù, trong đó bị cáo Trần Ngọc Bích được hưởng án treo. Sau hơn 2 ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên ông Trần Quý Thanh sinh năm 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương 8 năm tù, Trần Nguyên Phương sinh năm 1981 4 năm tù và Trần Ngọc Bích sinh năm 1984 cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương và là con gái ông Thanh 3 năm tù. Cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm cùng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, bản án tuyên buộc bị hại hoàn trả lại tiền đã nhận của ông Thanh, hủy các giao dịch, giấy tờ các bên đã ký kết, trả toàn bộ hồ sơ liên quan cho phía bị hại. Hội đồng xét xử nhận định, qua xét hỏi tại phiên tòa, cả ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử sẽ thấy lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp với hồ sơ, chứng cứ và các tài liệu liên quan có trong vụ án. Kết quả định giá xác định các bị cáo chiếm đoạt của bị hại Lâm Sơn Hoàng trên 80 tỷ đồng, chiếm đoạt của bị hại Nguyễn Huy Đông gần 39 tỷ đồng, chiếm đoạt của bị hại Nguyễn Văn Trung là 83 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kim Oanh là 880 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của bốn bị hại gần 1 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024 sau 11 năm dừng hoạt động này. Khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng trên tổng số 16.800 lượng vàng được chào bán. Và 3.400 cũng là con số ấn tượng của bản tin ngày hôm nay. Có 11 đơn vị gồm 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp là SCC, Doji, PNG, Phú Quý tham gia dự thầu. Kết quả có 2 thành viên trúng thầu là công ty SGC và ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB. Có 3.400 lượng vàng, tương đương 34 lô, được bán ra trên tổng khối lượng trào thầu là 16.800 lượng vàng. Giá trúng thầu cao nhất 81,33 triệu đồng một lượng và giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, trước việc nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đang hoạt động hết công suất, nơi lại thưa vắng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm cần có phương án bố trí nhân sự phù hợp để đảm bảo hoạt động kiểm định được diễn ra xuyên suốt. Để tránh nguồn tắc, đơn vị đăng kiểm khuyến nghị người dân không nên đưa xe đến đăng kiểm vào đầu giờ hay trong giờ cao điểm và những hình ảnh tại các trung tâm đăng kiểm ở hà nội cũng sẽ khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tháo là rất mong người dân là đừng nên tập trung vào đầu giờ Thế nên nhiều người là là, là tất cả những xe tập trung vào đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều nên gây một cái ùn nhẹ bắt đầu thì mọi người chia ra đến cái khung giờ giải rác ở trong trong ngày thì chúng tôi sẽ phục vụ nó nó thuận tiện hơn nhanh hơn và đỡ áp lực khi đi kiểm tra giấy tờ tránh trường hợp thì, thì như trường hợp ngay hôm qua là đến đây là có những cái người mà khi bỏ giấy tờ ra thì bị chuột cắn mất một nửa cái đăng ký này cái như ảnh rồi đấy chẳng hạn đấy không hề kiểm tra cái trước khi đi, đi, kiểm định cả đấy hoặc là những người đến đây thì bắt mới đầu mới đi tìm giấy tờ rất mất thời gian của chúng tôi rồi thêm nữa là nếu có thể là đề nghị mọi người tra trước cái trang phạt nguội của cảnh sát giao thông để biết trước là mình có phạt nguội không mình đi xử lý vi phạm xong hãy đến đăng kiểm để tránh trường hợp đến đây chúng tôi vẫn phải từ chối đi.